Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Cảnh báo nguy cơ sạt lở do mưa lớn. Rác và nước thải tràn lan ngay tại nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm môi trường. Thành phố Bảo Lộc triển khai kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Tọa đàm phát triển du lịch Nam Lâm Đồng. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thành phố Bảo Lộc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa ra cảnh báo nguy cơ sạt lở do mưa lớn. Từ 48 đến 72 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi có mưa rất to và dông. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và đêm. Tổng lượng mưa đạt từ 30 đến 60 mm trên 24 giờ, có nơi đạt trên 100 mm trên 24 giờ. Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp đô thị, vùng ven sông, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Đề phòng mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đà Hoai, Đà Tẻ, Cát Tiên, Di Linh, Đơn Dương, Đam Rông và thành phố Đà Lạt đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các huyện thành tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy tại thành phố Bảo Lộc từ 10 đến 20 mm, Bảo Lâm từ 10 đến 30 mm, Đam Rông, Di Linh, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt 20 đến 40 mm, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương 30 đến 50 mm. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đường đèo, ta luy dương có độ dốc lớn, đặc biệt tại thành phố Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh. Các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn các huyện thành như thành phố Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Đam Rông, Di Linh, Đà Hoai, Đơn Dương, Đà Tẻ, Cát Tiên, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc cần theo dõi trong thời gian tiếp theo. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, có thể gây ra những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, làm vùi lấp, xói lở đất sản xuất. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, trong ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc đã ban hành văn bản yêu cầu các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng chống thiên tai, đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt. Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Bảo Lộc yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố, các sở, ban ngành, phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để chủ động phòng chống thiên tai. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết 24 trên 24 giờ, nắm chắc tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để chủ động vật tư, phương tiện, nhân lực, thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng cứu kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt, triển khai ngay việc kiểm tra, rà soát các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng cục bộ để khơi thông dòng chảy, có biện pháp cảnh báo kịp thời cho người dân, chủ động phương án sơ tán và kiên quyết di dời người dân ở các vùng có nguy cơ cao về ngập úng và sạt lở đất. Tổ chức cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an toàn khi có sự cố do thiên tai xảy ra. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vào chiều ngày 13 tháng 9, ông Lê Đình Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Friendly, đã hứa đưa nhà máy xử lý rác hoạt động trở lại, chậm nhất là vào ngày 16 tháng 9. Thế nhưng, qua kiểm tra của cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, đến ngày 18 tháng 9, tức là sau 8 ngày tạm dừng hoạt động, nhà máy xử lý rác Bảo Lộc vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động đốt và xử lý rác trở lại. Lượng rác quá lớn và mưa làm cho nước rác rỉ ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Theo ghi nhận tại nhà máy xử lý rác vào chiều ngày 18 tháng 9, toàn bộ kho chứa, bãi tập kết tại nhà máy xử lý rác đã không còn chỗ chứa. Khoảng hơn 25.000 tấn rác thải đang được chất cao như núi và bị ùn ứ tại nhà máy xử lý rác Bảo Lộc. Rác liên tục được vun cao, có những vị trí rác được vun cao hơn 10 mét tạo thành những núi rác khổng lồ. Hiện nay, do hết chỗ chứa nên khối lượng rác đang lưu giữ chưa qua xử lý tại nhà máy đã tồn đọng tràn ra đường nội bộ, dẫn đến khu vực trạm cân của nhà máy. Do vậy, việc tiếp nhận rác lưu giữ tại đây đến thời điểm này gần như đã quá tải.
Theo đại diện Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc, nếu nhà máy xử lý rác không hoạt động trở lại, thì từ ngày mai 19 tháng 9, nhiều khả năng sẽ hết chỗ tập kết khiến rác thải trên địa bàn thành phố bị ứ động, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Hàng chục ngàn tấn rác bị ứ động, không được che chắn, khiến nước rỉ từ rác chảy tràn lan. Tại khu vực đường nội bộ, nước rỉ từ hàng chục ngàn tấn rác đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy thẳng ra suối Đại Lào phía dưới. Nghiêm trọng hơn, nhà máy xử lý rác Bảo Lộc còn xả thẳng nước thải với khối lượng lớn qua một cống thoát nước thẳng ra môi trường. Qua ghi nhận thực tế, nước thải có màu đen, nổi bọt màu trắng và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngày 13 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ban hành kế hoạch số 135 trên KHUBND về việc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025 nhằm đánh giá chất lượng, phân loại sơ bộ sức khỏe đối với công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của 11 xã phường và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, hành chính trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để điều động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2025, hạn chế điều động số lượng lớn, gây lãng phí về thời gian và ngân sách nhà nước. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện đúng pháp luật, đúng quy trình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và cấp ủy, chính quyền các xã, phường, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, quán triệt xác định rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, quán triệt chỉ đạo và rà soát, nắm chặt từ thôn, tổ, dân phố đối với thanh niên nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc và điều động số thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2024 để điều khám nghĩa vụ quân sự năm 2025. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội, lý lịch chính trị, đạo đức, trình độ học vấn của từng thanh niên, không để sai sót, nhầm lẫn. Căn cứ kết quả họp xét duyệt của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường, nam công dân đủ điều kiện sơ tuyển nghĩa vụ năm 2025, tuổi đời từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, tức sinh từ ngày 13 tháng 2 năm 2000 đến ngày 13 tháng 2 năm 2007. Đối với nam công dân có trình độ cao đẳng, đại học lấy đến hết 27 tuổi, tức lấy đến hết ngày 13 tháng 2 năm 1998. Sức khỏe của các thanh niên được tuyển chọn thực hiện theo thông tư số 105 trên 2023 trên TT BQP ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Thời gian sơ tuyển từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2024. Chiều tối ngày 18 tháng 9 tại nhà hàng khách sạn Memories, Chi hội Du lịch Nam Lâm Đồng tổ chức tọa đàm phát triển du lịch Nam Lâm Đồng. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bảo Lộc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Lâm Đồng cùng đại diện các chi hội, doanh nghiệp du lịch lữ hành các tỉnh Cần Thơ, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long Xuyên với trên 100 thành viên Farm Trip đã về dự. Trước khi vào tọa đàm, trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 9, đoàn Farm Trip với hơn 100 thành viên các tỉnh Cần Thơ, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long Xuyên đã thực hiện chuyến du lịch khám phá tại Nam Lâm Đồng với điểm đến là rừng Madagui, khu du lịch thác Bóp La, bảo tàng trà của khu du lịch Đôi Dép, tham quan các cánh đồng trà, công ty trà trên địa bàn, tham quan một số nhà máy sê tơ dệt lụa, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống cùng một số điểm du lịch trên địa bàn các huyện Đạ Hoai, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Đánh giá chung của các đoàn Farm Trip là rất ấn tượng với sự nồng hậu của con người và cảnh đẹp thiên nhiên của vùng đất Nam Lâm Đồng. Nơi đây có rất nhiều tiềm năng, lợi thế, khả năng sức hút, tiện nghi, tiện ích hạ tầng, khách sạn đã được cải thiện rất nhiều. Sự kết hợp các điểm mô hình du lịch đủ khả năng đón các đoàn tour du lịch kéo dài 3 ngày 2 đêm. Mặc dù vậy, để ý tưởng thành hiện thực, Bảo Lộc nói chung, các điểm du lịch cần đầu tư thêm những cơ sở lưu trú chất lượng như khách sạn 3 sao, 4 sao, có sức chứa tốt, điều chỉnh làm mới các tiểu cảnh, thay đổi màu sơn các phương tiện tạo sức sống tươi mới để thu hút du khách du lịch đến và quay trở lại. Với các điểm du lịch như bảo tàng trà, cần đầu tư bài bản chỉnh chu từ phòng xem phim, giới thiệu lịch sử ngành trà, quy trình sản xuất chế biến, cách pha trà, chế biến trà, đến đầu tư các headphone để khách có thể vừa tham quan vừa nghe giới thiệu, sau khi tham quan có các khu vực thưởng trà để du khách cảm nhận thực tế. Cạnh đó, phát triển các dịch vụ liên quan đến trà, thưởng thức dùng chung được với trà. Các khách sạn cũng lưu ý những chi tiết nhỏ như sọt rác trong phòng, các slogan nên có cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tại các điểm du lịch trekking, mỗi 300 đến 500 mét nên tạo các điểm dừng nghỉ chân để du khách nghỉ khi thấy mệt.
Ở mỗi điểm này cũng bố trí các thùng rác thân thiện môi trường, trồng thêm nhiều cây xanh che phủ các tường bê tông tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, Bảo Lộc sớm triển khai dịch vụ thí điểm phố đi bộ, phố đêm, bổ sung các tờ rơi về danh sách nhà hàng, điểm kinh doanh ăn uống, mua sắm, tham quan để giới thiệu đến du khách. Với sự đa dạng về nông nghiệp gắn với chế biến sản xuất, đa dạng về tôn giáo và nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo đẹp, Bảo Lộc cũng là địa phương có thế mạnh về tổ chức tour du lịch canh nông, du lịch thiền hướng tới sức khỏe tinh thần, du lịch tâm linh. Các thành viên Farm Trip và các đoàn du lịch lữ hành các tỉnh mong Bảo Lộc tiếp tục phát huy thế mạnh, sớm triển khai các tour, tuyến du lịch một cách bài bản và đúng mục tiêu du lịch xanh, du lịch bản địa tạo màu sắc riêng biệt, khác biệt với các địa phương, để các đơn vị đưa khách đến tham quan, khám phá, nghỉ dưỡng và lưu trú tại Bảo Lộc một cách đúng nghĩa, thay vì chỉ xem đây là điểm dừng chân trên các chuyến hành trình. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc đã kết nối với các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đến từ hai địa phương thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm cùng một số địa phương tại hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận đã mang hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp sức cho đồng bào miền Bắc thân yêu bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Theo đó, đoàn đã mang theo 10 tấn gạo, hơn 10.000 thùng mì tôm, hàng ngàn thùng sữa, nước, cơm cháy cùng nhiều loại hàng hóa thiết yếu, cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt do các nhà hảo tâm đi cùng đoàn đóng góp hướng ra miền Bắc, trao tận tay cho bà con để giúp đỡ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mong muốn chung tay, góp sức, giúp bà con sớm vực dậy, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong chuyến đi lần này, còn mang theo 3.000 hộp hồng sâm với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Số hồng sâm này do chị Nguyễn Thị Kiều Hương, ngụ tại phường 1, thành phố Bảo Lộc đóng góp để gửi tặng người dân vùng bão lũ miền Bắc. Theo thống kê đến nay, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có ít nhất 10 nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm phối hợp cùng các huyện Bảo Lâm, Di Linh với 16 chuyến xe tải mang theo gần 200 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt các loại đến với bà con vùng bão lũ miền Bắc. Trong đó có 3.000 hộp hồng sâm với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Được biết, tất cả các chuyến xe thiện nguyện xuất phát tại thành phố Bảo Lộc đều được cấp giấy đi đường đầy đủ và tất cả đoàn đều liên hệ với chính quyền các địa phương để thuận tiện trong việc cứu trợ, giúp đỡ người dân vùng bão lũ. Sau thời gian chuẩn bị và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng hỗ trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Châu đã tổ chức được hai chuyến xe thiện nguyện chất đầy yêu thương, nghĩa tình của cán bộ, công nhân, người lao động công ty Tâm Châu và người dân thành phố Bảo Lộc, Bảo Lâm gửi ra hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ các tỉnh thành phố phía Bắc. Những ngày qua, không khí tại điểm tập kết hàng cứu trợ miền Bắc tại công ty Tâm Châu luôn đông đúc, tất bật và khẩn trương. Những thùng hàng chứa đầy sữa, gạo, thuốc, nước uống và quần áo liên tục được các tình nguyện viên, nhân viên, người lao động công ty sẵn sàng cho chuyến hành trình vượt ngàn cây số đến với đồng bào miền Bắc. Hai xe tải chất đầy các loại nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, thuốc men, quần áo đã lăn bánh tại thành phố Bảo Lộc, thẳng tiến ra miền Bắc tiếp sức cho đồng bào vùng bão lũ các tỉnh miền Bắc. Mong rằng với sự chung tay của tất cả mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh để nhân dân các tỉnh phía Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi biết công ty cần phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng, Vựa Rau Thảo Ly đã nhanh chóng hỗ trợ xe tải để vận chuyển hàng hóa miễn phí đến các tỉnh miền Bắc, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của người dân Bảo Lộc đến với những người cần giúp đỡ. Tối ngày 17 tháng 9 năm 2024, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thành phố và Thành đoàn Bảo Lộc tổ chức chương trình Vui hội Trăng rằm năm 2024. Về dự chương trình có đồng chí Phùng Ngọc Hạp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại chương trình, các em thiếu niên nhi đồng đã cùng hòa vào không khí vô cùng vui nhộn với các tiết mục văn nghệ được đầu tư và dàn dựng công phu với chủ đề Trung thu nhớ Bác, ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ, thiếu nhi với ngày Tết Trung thu đến từ các em nhà thiếu nhi thành phố, các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó là tiết mục biểu diễn Lân Sư Rồng đặc sắc, hoành tráng, để lại nhiều ấn tượng của câu lạc bộ Lân Sư Rồng Khánh Anh. Cùng với các tiết mục văn nghệ và múa Lân Sư Rồng, ban tổ chức chương trình Vui hội Trăng rằm 2024 còn tổ chức hội thi trang trí xe rước đèn Trung thu với sự tham gia của 11 đội đại diện cho 11 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào các tiêu chí của hội thi như tính thẩm mỹ, tính sáng tạo, ý nghĩa thông qua các tác phẩm, nguyên vật liệu truyền thống thân thiện với môi trường, phù hợp với Tết Trung thu của thiếu niên nhi đồng, ban tổ chức đã tiến hành chấm điểm và chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong cuộc thi này, đơn vị xã Lộc Nga đã xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức tiến hành trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội thi. Sau phần trao giải, đoàn xe đã diễu hành qua các trục đường chính của thành phố, tạo nên một bầu không khí vui tươi, ấm áp cho các em thiếu niên nhi đồng có một mùa trăng đáng nhớ. Thực hiện chương trình công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024,
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số cho 6 buôn đồng bào tại các thôn buôn trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, tại buôn Mờ Lao Sure, phường Mờ Lao, Hội Phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã tổ chức giải bóng chuyền hơi giao lưu với sự tham gia của đội bóng chuyền nữ thôn Nao Sari, xã Lộc Nga, đội bóng chuyền hơi thôn Đạ Nghịch, xã Lộc Châu và đội bóng chuyền hơi buôn Mờ Lao Sure, phường Mờ Lao. Các đội đã tham gia thi đấu với tinh thần vui tươi, phấn khởi, trao đổi học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cùng với việc thi đấu, Hội Phụ nữ thành phố cũng đã bàn giao sân bóng chuyền hơi cho Chi hội Phụ nữ tổ 14 thôn Mờ Lao Sure trị giá 10 triệu đồng, trao hỗ trợ bộ thiết bị truyền thông cộng đồng cho Chi hội Phụ nữ thôn Nao Sari, xã Lộc Nga trị giá 6 triệu đồng. Với mong muốn được đưa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến gần khách hàng hơn, nhất là đối với các xã phía Nam huyện Bảo Lâm và một số địa bàn lân cận, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bảo Lộc tổ chức khai trương phòng giao dịch Lộc Thành tại thôn 9, xã Lộc Thành. Phòng giao dịch Lộc Thành khai trương đi vào hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh BIDV Bảo Lộc, nâng tổng số hệ thống mạng lưới hiện có lên 6 phòng giao dịch trực thuộc tại các địa bàn kinh tế trọng điểm của 3 huyện thành phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, huyện Di Linh có 2 phòng giao dịch, huyện Bảo Lâm có 3 phòng giao dịch, thành phố Bảo Lộc có 1 phòng giao dịch và trụ sở chính của chi nhánh. Thực hiện sứ mệnh phục vụ khách hàng dựa trên 5 giá trị cốt lõi của BIDV là trí tuệ, niềm tin, liêm chính, chuyên nghiệp, khát vọng, phòng giao dịch Lộc Thành khai trương đi vào hoạt động sẽ là nơi cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt nhất của BIDV, từ sản phẩm tín dụng đến dịch vụ tiền gửi, thanh toán và dịch vụ thẻ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Được biết, BIDV chi nhánh Bảo Lộc là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, BIDV Bảo Lộc đã không ngừng nỗ lực để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt nhất. Thông qua mạng lưới hoạt động của mình, BIDV Bảo Lộc đã cung ứng một lượng vốn đáng kể để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, dư nợ cuối kỳ đạt 10.607 tỷ đồng với 9.126 khách hàng cá nhân và 105 khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu gửi tiền, chi nhánh đã cung ứng dịch vụ huy động vốn với số dư cuối kỳ đạt 4.882 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm nỗ lực của những người làm công tác giáo dục, năm học 2023-2024, ngành giáo dục thành phố Bảo Lộc đã có những bước chuyển biến tích cực, toàn diện ở tất cả các cấp học. Trong đó, chất lượng giáo dục đại trà được duy trì củng cố, giáo dục mũi nhọn được nâng cao, phương pháp giáo dục đổi mới theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh được triển khai sâu rộng. Trong đó, thành tích nổi bật nhất là kết quả ấn tượng qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đó chính là động lực để ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp cho năm học mới 2024-2025. Phát huy truyền thống là một trong những địa phương dẫn đầu trong công tác giáo dục, đào tạo của tỉnh Lâm Đồng. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục Bảo Lộc đã đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác giáo dục nói chung và các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế nói riêng. Toàn thành phố có hơn 600 học sinh tham gia cuộc thi Olympic tháng 3 dành cho học sinh trung học cơ sở, với kết quả có 298 học sinh đoạt giải, có 99 học sinh lớp 9 đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 24 giải so với năm học trước. Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Bảo Lộc có 5 dự án đoạt giải với 3 giải nhì và 2 giải ba, đạt 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc cuộc thi Olympic tin học với khu vực. Thành phố Bảo Lộc còn có 1 học sinh đoạt giải nhất tại cuộc thi vô địch tin học văn phòng cấp quốc gia và được dự thi vòng chung kết thế giới năm 2024 tại Mỹ. 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia với 1 giải nhì, 4 giải ba và 1 giải khuyến khích. 192 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Cùng với đó, các em học sinh trung học phổ thông Bảo Lộc còn đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thành phố Bảo Lộc đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%. Trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện, nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 của tỉnh Lâm Đồng. Hai tập thể là trường mẫu giáo Đại Lào và tiểu học Đinh Tiên Hoàng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Ngoài ra, còn có 5 tập thể và 4 cá nhân vinh dự được Bộ Giáo dục Đào tạo trao tặng bằng khen. 10 tập thể và 141 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, toàn ngành đã đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể như sau. Nhưng về chất lượng và hiệu quả giáo dục thì tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tất cả các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu tăng so với năm học trước. Phong trào thi đua hay tốt được tăng cường và đạt được những kết quả tốt đẹp. Có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng. Công tác tổ chức chăm sóc bán trú ở tiểu học thì có bước phát triển cơ bản và bền vững. Năm học 2023-2024 thì có 12 trường tham gia công tác bán trú ở bậc tiểu học, tăng 2 trường so với năm học 2022-2023. Phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2. Về cơ sở vật chất, cảnh quan, sư phạm được các đơn vị trường học quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện, tỷ lệ phòng học kiên cố ngày càng tăng, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững và phát huy. Năm học 2024-2025, thành phố Bảo Lộc có hơn 40.760 học sinh theo học tại các cấp học. Trong đó, mầm non có 6.667 trẻ, tiểu học có 15.067 học sinh, trung học cơ sở có 12.199 học sinh và trung học phổ thông có 6.818 học sinh. Năm học mới này, cùng với nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học, ngành giáo dục thành phố đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh về yêu cầu đổi mới giáo dục cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, coi chất lượng giáo dục mũi nhọn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, là sứ mệnh của mỗi đơn vị, nhà trường. Đặc biệt, trong năm học 2024-2025, sẽ có 8 trên 13 trường trung học cơ sở của toàn thành phố thực hiện thí điểm mô hình dạy học 5 ngày trên một tuần, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Qua đó, góp phần tạo nên uy tín, khẳng định thương hiệu là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh về giáo dục và đào tạo. Năm học 2024-2025, toàn ngành quyết tâm triển khai thực hiện đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, là nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo. Với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm học 2024-2025 của ngành, đó là kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thì toàn ngành xác định những điểm mới cần tập trung phát huy nhằm góp phần hình thành và phát triển phẩm chất năng lực học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bước vào năm học mới thì hiện tại ngành giáo dục Bảo Lộc thì đang có hai cái khó khăn lớn nhất, đó là một là về cái cơ sở vật chất và thiết bị. Về một số các cái trường mà hiện tại khi mà công nhận đạt chuẩn thì nó không đạt các cái chỉ tiêu theo cái chuẩn mới, mà chủ yếu là về cơ sở vật chất. Cái khó khăn thứ hai là về công tác đội ngũ. Hiện tại thì trong toàn ngành đang, đối với các bậc học đang thiếu khoảng gần 150 cái biên chế ở các trường. Và hiện tại phòng giáo dục đang tham mưu cho Ủy ban thành phố là thực hiện công tác điều động và tuyển dụng để đáp ứng được cái số lượng giáo viên cho cái năm học mới. Cùng với đó, hòa chung với khí thế tưng bừng của cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát động đợt thi đua cao điểm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bảo Lộc sẽ bước vào năm học mới với sự đoàn kết và quyết tâm cao, sẽ tiếp tục phát huy sở trường, khắc phục những hạn chế. Từ đó không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo, góp phần vào sự thành công việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 7, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.